Vâng, thưa quý vị, lễ trao học bổng Lawrence Tin lần thứ 15 vừa diễn ra vào cuối tuần qua. Ngoài 8,5 tỷ đồng giá trị hiện kim được trao tặng, điều quý giá nhất mà quỹ đã truyền đi chính là tinh thần lan tỏa yêu thương và san sẻ hạt mầm thiện nguyện. Sáng ngày 23 tháng 9, công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển Phú Mỹ Hưng thông qua quỹ hỗ trợ cộng đồng Lawrence Tin đã tổ chức lễ trao học bổng lần thứ 15. Tại buổi lễ, quỹ đã trao 375 suất học bổng trực tiếp với trị giá là 3,4 tỷ đồng cho các em học sinh sinh viên cả nước. Đây là những em có thành tích học tập xuất sắc, nhiệt tình tham gia hoạt động từ thiện và có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, quỹ cũng đã trao hơn 5 tỷ đồng học bổng gián tiếp thông qua các quỹ khuyến học, quỹ thiện nguyện khác. Tổng giá trị học bổng đạt 8,46 tỷ đồng. Bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước đánh giá cao những điều mà quỹ đã làm được trong 12 năm qua. Trong cái cách tổ chức của các bạn hôm nay đó, thì nói chung là vừa là hỗ trợ cho các cháu, nhưng mà vừa muốn lan tỏa một cái ý tưởng là làm sao có một cái suy nghĩ để có một cái sự đóng góp thiện nguyện cho ở từng người đó, để có thể góp công góp sức cho cái công việc đào tạo của quỹ. Và gần đây thì như ý kiến anh Phan Chính Dưỡng mới nói nữa đó, thì từ đây trở về sau thì lại quan tâm cho một cái đối tượng đặc biệt hơn nữa, đó là các em bị tật nguyền, những hoàn cảnh bị tật nguyền khó khăn, ví dụ như các em bị chất độc da cam chẳng hạn. Cái sự phát triển đó cũng rất là đúng, rất là phù hợp với cái đặc điểm điều kiện của một đất nước mình còn lại nhiều cái tồn tại do chiến tranh để lại. Theo ông Phan Chính Dưỡng, giám đốc quỹ Lawrence Tin, mục tiêu lớn lao mà quỹ muốn đạt được không chỉ là giúp được cho các em học sinh hiếu học, mà là gieo hạt mầm thiện nguyện vào tâm hồn các em. Mục tiêu này đã đạt được qua lời chia sẻ của chính những bạn nhận học bổng. Quỹ đã cho em một cơ hội như là một cái bước đệm để mà sau này em theo đuổi thành công, theo đuổi sự nghiệp của em, đó là sau này sẽ trở thành một giảng viên tâm lý học. Khi mà em nghe được giám đốc của quỹ Lawrence Tin chia sẻ về những cái hoàn cảnh khó khăn, về những người khuyết tật, thì em hết sức xúc động về những cái hoàn cảnh đó, và em hy vọng rằng với cái ngành nghề là tâm lý học của em thì em có thể giúp ích cho cộng đồng xã hội sau này, và nhất là hỗ trợ về tinh thần cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Trong cuộc sống này của mình còn rất nhiều những cái cuộc sống, cuộc đời, những mảnh đời còn gặp nhiều cái khó khăn và rất là khổ sở. Vì thế em cảm thấy được là bản thân mình cần phải cố gắng hơn nữa sau khi nhận được học bổng này, để mình chính mình sau này sẽ trở thành một người sẽ quay trở lại để đóng góp cho quỹ học bổng, cũng như là lan tỏa hơn nữa cái giá trị của quỹ học bổng này. Sau hơn 12 năm hoạt động, quỹ Lawrence Tin đã tài trợ cho các hoạt động giáo dục, y tế, cộng đồng xã hội với tổng số tiền hơn 271 tỷ đồng. Hiện tại quỹ đang vận động cho chương trình trao xe lăn, xe lắc tình thương, giúp đỡ cho những hoàn cảnh kém may mắn để họ có điều kiện cải thiện cuộc sống.